Hôm nay em sẽ ghép một chiếc âm ly của Nhật với cặp loa Mỹ, mà thực sự là nó cũng gần như là không liên quan gì đến nhau cả, và rất là ít khi anh em ghép kiểu này. Tuy nhiên thì em sẽ cho nó qua một con quai, và chắc chắn là các bác sẽ hơi bị ngạc nhiên, bởi vì nó sẽ cải thiện chất âm cực kỳ đáng kể luôn. Đấy, chiếc âm ly em quay hôm nay là con i5 nhé. Con âm ly i5 này các bác biết rồi, đó là dòng gần như là không còn gì để cỏ hơn nữa rồi, nhưng mà nó vẫn là một con âm ly Nhật sĩ. Đấy, bọn mặt trắng này, dòng cổ này thì thực chất là nó không liên quan, bởi vì là những cái con âm ly này thường đánh với những cái đồng cặp loa nó rẻ thôi, nó khoảng trên dưới 5 triệu thôi. Nhưng mà hôm nay em lại ghép nó với cặp loa Mỹ, lại còn bát 40 nữa. Đấy, thì cái này thì là review cho anh em xem thôi, chứ còn anh em thì cũng không nên ghép kiểu này. i5 mà lại ghép với sạc Vinega bát 40 351 này thì nó rất là buồn cười. Nhưng mà chính vì em chuyên nghiệp cho nên em quay những cái clip này để cho các bác trải nghiệm. Các bác sẽ không ghép ở nhà như thế này, chắc chắn điều đấy rồi. Nhưng mà em ghép thử cho các bác thấy là khi kết hợp với quai nó như thế nào. Thì bản thân equalizer ấy thì nó tương đối những khá là nhiều những cái gọi là ý kiến trái chiều. Đấy, những ý kiến ví dụ như cho equalizer vào không hay, cho equalizer vào nó thế này thế kia. Đấy là những cái quan điểm, thì thực ra một cái sản phẩm thì nó có rất là nhiều luồng ý kiến. Tuy nhiên cái mặt được của equalizer thì mình không thể phủ nhận được. Đấy là cái phần âm sắc, phần giải âm, mọi cái nó kéo lên rất là tốt. Trong trồng equalizer hôm nay thì em lựa một con phổ thông nhất. Thực ra lô này thì toàn là những cái hãng quen thuộc thôi, Sharp, Lotte, Intel, Yamaha, DBX. Đấy, thì em sẽ chọn một con đây nữa này, có cả những cái con Intel RadioShack này, những cái hãng mà các bác có thể thấy ngay ở những cái dòng loa, rồi những cái dòng hãng điện tử của ngang ố ngày xưa. Thì em sẽ ghép với con quai Intel 6010C, 5010C cho các bác xem khi qua quai và không qua quai nó như nào nhé. Bây giờ các bác lắng nghe, đây cái nút bật tắt quai. Đấy, bây giờ em sẽ để cho các bác nghe thử này. Âm lượng của volume. Đấy. Âm lượng volume em để nguyên nhá. Nếu mà các bác nghe, các bác sẽ thấy là cái âm thanh nó vọt lên. Nếu mà nghe ở ngoài này ấy, thì các bác thấy là cảm giác như nó kích lên qua một con âm ly, nó khỏe hơn gấp đôi công suất luôn. Đấy, thì em để em cho nhỏ, em nói lại cho các bác này. Đây nhá, là một con equalizer hai đèn. Thì vừa rồi em bật cái nút này là nút tắt bật. Các bác nhìn này, nó mất chữ D-pit. Khi này là đang chạy quai, còn tắt qua như này thì là không chạy quai nữa, mà như này là mình chỉ dùng đèn nháy cho nó đẹp thôi. Có những cái bài hát các bác nghe, các bác chỉ cần đèn lên nhấc nhìn cho nó đỡ buồn mắt, nhất là buổi tối các bác tắt đèn phòng khách đi hoặc phòng ngủ đi, mà các bác bật quai lên, cái đèn dâng nhìn nó rất là vui mắt, nó đẹp, vừa nghe và vừa nhìn. Đấy, nghe thế. Cái này nó là nút chỉnh cái mực dâng của cái đèn, đèn dâng này. Đấy, ví dụ cái tín hiệu của các bác vào mà nó nhỏ, các bác muốn đèn nó dâng nhiều thì các bác vặn này to lên. Đấy, này vặn to hết cỡ này thì nó dâng rất là nhiều. Đấy, vặn nhỏ này. Đấy, các bác nhá, đây là đang lên D-pit, tức là mình chỉ dùng đèn thôi, còn tắt đi nó tắt chữ D-pit thì lúc này là dùng qua quai. Các bạn dùng không? Bây giờ em lại thử lại lần nữa cho các bác thấy sự khác biệt nhá, của qua quai và không quai. Lưu ý nhá, là con i5 em đang thử nhá. Đây, cho các bác xem luôn công suất của nó thì các bác mới thấy nó giật mình. Này, 90W điện 100V, được chưa? Đây nhá, em quay là từ điện thoại cắm vào quai. Đấy, từ quai trả xuống âm ly, ok chưa? Đấy, đây là cái trải nghiệm mà em nghĩ là nó hay hay thú vị cho các bác đang nhàn rỗi hoặc là đang quan tâm đến đồ audio. Em sẽ để cố định một cái mức âm lượng. Đấy, bây giờ em sẽ bật quai cho các bác nghe. Đây là đang bật này, đây là tắt này. Deep pit là tắt này. Bật này.
để nó lên nhạc em bật cho các bạn xem. Đây nha, em bật này. Đấy. Các bạn nghe nó khác hẳn chưa? Đây, cùng một cặp loa đấy nhá. Tắt này. Đấy. Bật này. Chiếc quay này nó hay là nó có hai đèn quắc hai bên. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh tần số. Đấy, chỉnh tần số thì đương nhiên là em sẽ bật nó lên. Đấy. Hai step này. Nó sẽ là gì? Từ trái qua phải nhá các bác nhá. Thì nó sẽ là giải bát. Xong nó lên dần này. Theo cái tay của em này. Bát trung tép lên dần như này. Nó chia tần số ra. Chỉnh rất là dễ. Cái dòng Minken này ấy, nó chỉnh rất là dễ. Nhìn đâu chỉnh ở đấy luôn. Các bác nhìn dài tần 32 là các bác chỉnh luôn. Đấy, lên xuống. Đấy, các bác nhìn này, cái đèn nó đang nháy này. Cả hai bên này, đèn 32kHz nó nháy này. Các bác cho xuống này. Đấy, đấy giải bát nhá. Nhưng mà có một điều là các bác chơi quai thì các bác tất cả con quai tùy con có tần số là tần số kia, nhưng mà cái tần số áp cuối cùng của bên trái đấy là cái tần số cắt đuôi rất là tốt. Gần như quay nào cũng là cái tần số cắt đuôi là cái giải này. Khi các bác mà nghe mà cảm giác nó có đuôi nhá. Bây giờ các bác đang có quay rồi các bác để ý nhá. Ví dụ con quay này các bác áp cái này, cái bên trái này này, thì là cắt đuôi rất là tốt. Có những cái bài nó có đuôi bát thì các bác dùng cái này nó cắt đuôi rất tốt. Đấy. Vậy thì một con equalizer này ấy, thì với em thì đương nhiên là bán thì phải nói hay về nó rồi. Nhưng mà hay hay không thì còn phụ thuộc vào các bác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì các bác mới là người quyết định. Đây là em chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Còn bây giờ một cái sản phẩm như này, hẳn một cái mảng luôn là mảng equalizer. Nhà sản xuất người ta đã sản xuất ra là người ta nghiên cứu được những cái yếu tố còn khuyết của âm ly và loa. Bây giờ nếu không có equalizer này thì có những cái bài nó có đuôi bát thì các bác sẽ không thể cắt được bằng mỗi cái nút đơn giản là bát và tép này đâu. Mà phải nhờ con này. Được chưa? Đấy nhá, đấy là cái đuôi bát. Cái nữa là gì? Có những cái bài tép nó rất là đuối thì các bác phải có ông này, hai cái ông này để ông chỉnh tăng tép lên. Nhưng có cái bài bát nó lại rất là chói, các bác vặn kịch hết cả tép của cái thằng âm ly này cũng không thể giải quyết được. Thì cái tần số của cái anh này, của equalizer này, anh ấy điều trị được cái đấy. Đấy, được chưa? Đấy, hai cái này nhá. Thì bản thân chung bát và tép thì gần như âm ly nào cũng có, nhưng mà nó sẽ không điều chỉnh chi tiết được. Còn một cái nữa vấn đề là trung âm. Trung âm thì gần như âm ly thì 10 con thì gần như là 8 con nó chỉ có chỉnh bát và tép, còn mid là nó bỏ. Thì nó phải có cái tay này. Thằng này thì có những cái bài trung nó bị tối thì các bác phải bố trí con này. Tăng trung, giảm trung ở con này. Đấy. Đấy. Và thêm một cái nữa mà em thấy quai rất là hay. Bây giờ các bác nghe. Các bác nghe bây giờ các bác nghe một con loa mà nó thiếu tép thì các bác hay phải nghĩ đến ngay là một con tép cắt cho lên trên nóc loa đấu song song vào. Mà thường tép ở Việt Nam thì các bác toàn mua tép đầu mấy cả tép Trung Quốc. Em nói thật các bác đang chơi một cặp loa xịn, toàn xịn nha, toàn hàng xịn. Mọi cái thông số bát trung tép người ta đã tính toán tần số nào đi tần số đấy rồi. Tự nhiên các bác đang chơi loa xịn các bác cho luôn một con tép tàu vào. Tự nhiên là nó vỡ hết cả tiếng. Nó làm phá hết cả một cái bộ dàn. Đấy. Đấy. Thì equalizer nó sẽ đảm nhiệm được cái phần thiếu của loa tép. Đấy. Rồi thêm nữa là gì? Các bác nghe một đôi loa mà nó lại thiếu mất cái phần trung âm thì các bác sẽ mua loa bổ trợ lời. Đấy. Thì cái này nó sẽ cải thiện được cái đấy này. Nó cũng sẽ tăng lời và giảm lời để cho các bác. Rồi loa bát. Bây giờ một cặp loa nghe thì em nói các bác là mỗi người có một cái cách nghe khác nhau.
Ví dụ như cặp sẹp Vinvega 351 các bác đang nhìn đây nhé. Đây là cặp Bass 40 của Mỹ. Như tai của em là cái màng nhĩ của em là rung, nó cũng dạng là ác liệt đấy. Thì em nghe cặp này với em cái tiếng bass của cặp này là nó còn dư, tức là nghe còn không hết được cái tần số bass của nó cơ. Nhưng mà có những bác vẫn thích bass nó khỏe hơn nữa. Cái đấy thì mỗi người một gu, kiểu như ăn mặt mới ăn nhạc. Thì các bác sẽ bố trí thêm một cục súp. Nhưng mà các bác phải biết là súp thì súp là súp cắm ngoài và nó đảm nhiệm giải trầm. Và bao giờ súp nó cũng đỗ trễ. Tại sao mà nghe nhạc ít khi dùng súp? Nhiều bác vẫn cho súp. Cũng có những cái súp nghe nhạc thì nó sẽ giảm thiểu được cái độ lệch pha của tần số bass giữa loa đang nghe và loa bass. Tuy nhiên thì nếu mà kỹ tính như tai của bọn em nghe thì bọn em phân biệt ngay. Đấy. Thì chung quy lại là gì? Con này nó cũng sẽ cải thiện được cái bass đấy của các bác. Nhiều khi chỉnh của âm ly hết bass rồi nhưng mà cái bass nó vẫn không đáp ứng được, mà thậm chí nếu mà cho hết bass thì nó bị ù. Thì anh này anh sẽ cải thiện được cái đấy. Em bật to bác nghe. Bây giờ em sẽ chỉnh từng tần số cho các bác xem nhá. Đây là tép đang nhiều, em cho giảm. Đấy, các bác thấy nó trầm ấm chưa, êm chưa? Bát nó hơi có đuôi một tí nhá, em cắt đuôi này. Các bác thấy hết đuôi chưa? Đấy, vẫn là con âm ly cỏ 90W thôi nhá. Bây giờ nếu mà không quay âm ly thì không ai nghĩ là một con âm ly 90W mà có thể chơi được cặp loa Bass 40 này. Nó cảm giác như là nó kích âm lên rất là nhiều, nhưng thực ra nó không phải là một con âm ly khác nhá. Không phải kéo riêng kéo rời gì cả. Đấy, nó kéo lên cực kỳ tốt luôn. Mà đây nhạc thì hoàn toàn là trên cái anh này ra. Cái anh điện thoại này ra. Đấy. Đây này. Bass tiếp này. Để nó vào trung âm em sẽ cho các bác nghe thử trung nó xuống. Bây giờ em sẽ cắt hết trung này. Cảm giác nó sẽ bị tối tối đi này. Cho to tí nha các bác nha. To tí nữa này. Em sẽ cho trung âm nó lên này. Được chưa? Trung nó nhiều chưa? Bây giờ trung nó hơi nhiều, các bác có thể cắt đi. Cái này thì âm ly không làm được. Bây giờ các bác thích tép nó lên, lên. Đấy, thì sơ qua như cho các bác như vậy. Và thêm một cái nữa về equalizer là như này. Thực ra equalizer là nó làm cho biến thiên cái tần số âm thanh rất là lớn. Do đó với một số anh em mà không thích equalizer ấy, thì một trong những yếu tố khách quan ấy em đã được biết đấy là các bác lười chỉnh và các bác không biết chỉnh. Thường là equalizer tại sao nó đưa ra các cái tần số này để mình tinh chỉnh. Tinh tức là chỉnh từng tần số một cho nó chi tiết, chứ nó không phải bát tép. Thường anh em có một số anh em chủ quan thôi nhé, yếu tố chủ quan thôi, các bác nghe chỉ có vặn bát tép là quen này. Còn equalizer thường các bác mua về các bác cứ viết đúng chữ V kiểu này. Ví dụ quay cơ như này các bác viết đúng chữ V kiểu này. Cần đách chỉnh cái gì cả. Đấy. Được chưa? Các bác chỉnh đúng như này. Ví dụ như con quay Intel này em sẽ chỉnh đúng kiểu V cho các bác xem. Đây các bác cứ mặc định. Bài nào các bác cũng cho chiến như này. Đấy. Bài nào cũng như này. Cũng đều V như này. Cái nào thế. Xong rồi cái này các bác cứ để ở giữa. Đấy. Em không nói các bác chỉnh thế là sai, nhưng mà làm như thế thì lãng phí tài nguyên. Bởi vì người ta đã sinh ra cái tinh chỉnh như này để mình chỉnh cho nó phù hợp với cái nguồn nhạc. Quan trọng là này này. Quan trọng là cái nguồn đầu vào này. Bây giờ cùng bài này mà các bác nghe một cái bản phối khác, hòa âm phối khí khác, màn nhạc khác, nghe tiếng nó đã khác rồi. Huống chi là nghe hẳn một cái bài khác. Do đó nó sinh ra cái này để tinh chỉnh cho nó hay. Các bác biết cách chỉnh thì nó rất là hay. Cái này thì nó biến thiên rất là rộng, nó làm cho các bác có thể gọi là gần như là kiểu sáng tạo để đưa ra những cái cung bậc âm thanh khác nhau, chứ không phải là cứ mặc cố định là phải chữ V đâu. Cho nên là ví dụ các bác nào mà xem clip này xong ấy
mà đang sử dụng equalizer rất nhiều nha các bác nhá, rất nhiều này. Ví dụ các bác đang dùng Inken, các bác đang dùng Sep, nó đều có những cái mẫu số chung, Lotte, Sep, đấy, Yamaha, kể cả DBX hay cả gì nhiều lắm, Pioneer rồi Onkyo, nói chung là tất cả trong equalizer. Các bác nào đang mặc định như này, em khẳng định là các bác đang xem những clip này thì có khi 10 bác là dùng equalizer, em nghĩ cũng sơ sơ để đánh giá thì chắc cũng phải tầm 4-5 bác là đang cứ để mặc định bài nào cũng để nguyên như này, không sờ vào luôn. Có nhiều bác em giao lưu rồi, có những bác nhé, Quaker này các bác mua từ lúc mua về đến mấy năm rồi nhé, đến lúc mà em đến em chơi, ví dụ em sờ và em chỉnh hộ một cái mà cái cần này nó cứng không vặn được, không kéo được luôn. Tức là các bác về các bác bảo đến tàu về để nguyên như này luôn, không chỉnh cái gì đấy, nên nó cứng hết cả cái này đấy. Chia sẻ các bác là quai, đã chơi quai thì mình tìm hiểu một chút để mình chỉnh cho nó tối ưu nhất, mình làm sao mình sử dụng được hết các cái tính năng của nó. Còn cơ bản những cái anh em mà có những ý kiến trái chiều thì nhiều yếu tố lắm, nhưng mà đương nhiên là bây giờ các bác đang nhân tiện này lan man một chút. Bây giờ những người người ta không chơi quai là những người như nào, nghe dòng nhạc gì? Ví dụ bây giờ nghe giao hưởng, nghe opera, không ai người ta dùng quai. Mà em nói thẳng luôn, những dùng quai là thường anh em nghe những cái dòng loa hết sức là phổ thông, và những cái dòng nhạc như bolero, nhạc vàng, cho quai vào tiếng nó rất là ngọt đấy, chứ còn không ai mang một cái đôi tannoy xong rồi ghép với cả một bộ acouphase xong mà người ta cho quai vào. Thì những người như thế thì thường không bao giờ người ta sử dụng quai, và đã không sử dụng và dòng nhạc người ta không nghe tới thì đương nhiên là quai là một cái không cần thiết đối với người ta. Đấy, mình sẽ không thể đưa cho cái người ấy. Bây giờ các bác bảo bây giờ em chỉ lôm la hình dung các bác, bây giờ một cháu bé 1 tuổi các bác cho nó mẹ mình sườn nó gặm làm sao được, làm sao nó ăn sụn được. Đấy, tức là phải đúng người đúng đối tượng, chơi nhạc là như vậy. Bây giờ các bác qua tháng Euro và em sẽ tư vấn cho các bác. Đầu tiên là em hỏi này, thế này thế kia, các bác gu nhạc gì, tầm ngân sách như nào, thì bắt đầu em mới phối ghép cho các bác. Thì đấy, mình phải đúng đối tượng. Và equalizer này ấy, thì nếu mà nói về thị hiếu của người Việt Nam ấy, thì đến 80-90% em khẳng định là nó phù hợp với anh em Việt Nam. Bởi vì những cái dòng nhạc anh em nghe, bolero, nhạc vàng, nó rất là cần thiết. Đặc biệt là những cái cặp loa mà những cái dòng bộ dàn bình dân, ví dụ như con âm ly này, nó rất là cỏ. Các bác có thể ghép những con âm loa cỏ như này, các bác kết hợp vào thì các bác thêm một con quai vào, đảm bảo các bác nó cải thiện luôn. Có những bác bây giờ đang có nhu cầu nâng cấp nguyên một bộ dàn nhưng mà cái tầm kinh tế nó chưa được, kết hợp một con quai vào thì nghe nó sẽ khác biệt, nghe nó như một cái màu sắc mới của cái bộ dàn luôn. Em test vào và nhiều khi là không nhận ra luôn cái bộ dàn của mình. Đấy, bây giờ em sẽ để cho các bác nghe một đoạn nhé. Xem xong clip này khéo những con i5 này nhiều bác lại săn tìm này, hoặc nhiều bác đang sử dụng nó mà thấy nó chán thì xem lại nhé, con này nó cũng không chán đâu. Tuy nhiên thì nhiều khi nó lại dở ở cái chỗ là với những cái cặp loa đắt tiền như thế này ấy, con âm ly này nếu mà chơi đi đất thì chưa chắc nó đã hay, nhưng mà kết hợp với cái này thì nó khác hẳn.
Đấy, con này bây giờ nó là một con equalizer, nó là con lọc xì nhưng mà nó như một con rể, nó kéo dài âm rất là hay. Rồi, chia sẻ các bác hôm nay về chủ đề equalizer, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, và nếu chủ đề gì, nếu những cái băn khoăn gì về đồ audio bãi các bác muốn em chia sẻ thì các bác cứ để lại comment. Những cái đấy với em ấy thì nó là gọi là gì nhỉ? Những cái đấy với em, những cái kiến thức với em ấy, để bây giờ em chia sẻ cho các bác thì đều là miễn phí. Đấy. Những cái kiến thức đấy khi mà em có được qua bao nhiêu năm rồi ấy, thì với em thì nó tốn rất là nhiều những cái gọi là kể cả tiền của này, mồ hôi công sức này, phối ghép như nào, chơi như nào. Nhưng mà bây giờ có những cái kênh YouTube như thế này nó rất là hữu ích. Cho nên là các bác mà cứ băn khoăn cái gì các bác để lại comment. Bởi vì có những cái mà với em ấy thì nó lại rất là đơn giản, bởi vì em biết hết rồi. Những cái đấy em biết rồi, nhưng có những bác không biết, nhưng mà em không biết được những cái bác băn khoăn có để lại comment. Em sẽ đáp ứng những cái mà yêu cầu của các bác trong cái kiến thức mình cho phép. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.